Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Bác sĩ đồng hành của kênh Thuốc Dân Tộc. Phái Mạnh thân mến, kéo dài thời gian quan hệ, làm chủ cuộc yêu luôn là mong muốn của tất cả các anh em đúng không nào? Và em tin chắc chắn là anh chàng nào cũng đã thử cho mình rất là nhiều các phương pháp khác nhau để tăng cường chức năng sinh lý. Tuy nhiên thì trước những tác hại khôn lường của các loại thuốc kích dục, các loại thuốc tăng cường sinh lý cấp tốc đang bày bán trên thị trường thì có rất là nhiều người đã tìm đến các loại rượu thuốc có nguồn gốc từ thảo dược. Mà nổi bật trong số đó chính là rượu Mãnh Lực Trường Xuân của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc. Mãnh Lực Trường Xuân, giải pháp số 1 cho đấng mày râu thời hiện đại. Mãnh Lực Trường Xuân, nâng tầm dung mãn, làm chủ cuộc yêu. Và ngày hôm nay thì anh Thành, kỹ thuật viên của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho chúng ta cách ngâm một bình rượu Mãnh Lực Trường Xuân là như thế nào nhé. Anh ơi, anh có thể giới thiệu công dụng của rượu Mãnh Lực Trường Xuân đối với nam giới là như thế nào ạ? Thang Mãnh Lực Trường Xuân của Trung tâm Nghiên cứu ra công dụng là giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, sinh lý nam, mạnh gân cốt. Đấy là công dụng chính. Vậy thì những ai thì sẽ nên sử dụng loại rượu này ạ? Nếu mà sử dụng loại rượu này thì tất cả phái mạnh đều có thể sử dụng được. Nhưng đối với những trường hợp giả dụ như là mộng tinh, di tinh, xuất tinh sớm, tinh trùng kém đều sử dụng được rượu này và đạt hiệu quả rất cao. Vâng. Và ngày hôm nay ở đây chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bình rượu đã ngâm sẵn các vị thuốc bí truyền của trung tâm và một số vị thuốc cơ bản đã được bày như thế này để giới thiệu tới quý vị về cách ngâm rượu. Anh ơi, để ngâm rượu thì mình sẽ sử dụng loại rượu như thế nào ạ? Đối với trung tâm thì sẽ sử dụng loại rượu vodka Hà Nội, loại rượu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã có tiêu chuẩn cho phép về nồng độ cồn. Vâng. Ngoài ra thì về bình rượu thì sao ạ? Bình rượu thì chúng ta nên sử dụng loại bình có chất liệu như thế nào? Thường thường nếu mà mình ngâm rượu thì mình sẽ chọn bình thủy tinh dày. Vâng. Hoặc là bình gốm. Vâng. Chứ không ngâm vào bình nhựa. Vâng. Khi mà chúng ta ngâm vào bình thủy tinh thì sẽ đảm bảo được cái chất lượng của rượu đúng không rồi. Ạ? Vâng. Anh ơi, một số vị thuốc ở đây thì em chỉ biết đây là dâm dương hoắc. Vâng. Đây là ba kích đúng không đúng ạ? Rồi. Còn những vị khác thì em vẫn chưa biết tên của nó là gì, thì anh hãy giới thiệu được không ạ? Giả dụ như đây màu đỏ, này là quả kỳ tử này. Đây là thục địa này. Đây là củ đương quy này, đây là đẳng sâm này, đây là đại táo, đỗ trọng và đây là nhục dung. Vậy thì một số các vị thuốc chính anh có thể nêu công dụng của nó được không? Ví dụ như dâm dương hoắc, ba kích hay là nhục dung đúng không ạ? Vâng. Mình sẽ xin giới thiệu với các bạn là một vài vị thuốc quý, giả dụ như củ nhục dung này. Đấy, khi bừa củ nhục dung ra nó phải sánh sánh như thế này, đen đen như này. Chứ nếu mà bừa củ nhục dung ra nhục dung trắng thì là cái chất lượng nó kém hơn. Vâng. Nhục dung thì có tác dụng rất tốt, đó là sinh tinh, bổ thận, chữa chứng di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm rất tốt. Vâng, vậy thì còn ba kích và dâm dương hoắc thì có tác dụng như thế nào đối với sinh lý nam ạ? Dâm dương hoắc cũng như thế, nó là một vị thuốc bổ dương, nó cũng là tăng cường sinh lý nam, sinh tinh và mạnh gân cốt. Ba kích cũng như vậy. Đây, củ ba kích là phải đạt màu tím, tím đậm đẹp. Vâng. Như thế này này thì là ba kích đạt tiêu chuẩn, còn nếu mà ba kích trắng thì hàm lượng chất thì nó sẽ không đạt như ba kích tím này. Vâng ạ. Tất cả các vị thuốc này thì đã đều được bào chế theo công thức bí truyền của trung tâm đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Vậy thì bây giờ chúng ta anh hãy hướng dẫn cho quý vị khán giả cách ngâm bình rượu Mãnh Lực Trường Xuân anh nhé. Anh ơi, cách ngâm rượu như thế nào ạ? Chúng ta sẽ cho nguyên liệu nào vào trước ạ? Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách ngâm rượu theo quy trình của trung tâm. Đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị bình. Một cái bình như này chúng ta lắp vòi đầy đủ, sau đó kiểm tra chất lượng, cho rượu trắng vào tráng sạch đi, đổ đi. Sau đấy là cho những vị thuốc mà đã chuẩn bị sẵn vào ngâm. Đầu tiên chúng ta ngâm này, chúng ta phải cho cái phần lá trước vào trước, giả dụ như lá dâm dương này này, thì chúng ta sẽ cho vào trước. Để một bình rượu được đẹp thì chúng ta sẽ bố trí phần lá xuống dưới đáy, thì khi mình cho những vị kia vào thì phần lá nó sẽ chìm xuống, nó sẽ không bị lỏng phồng. Tiếp theo là chúng ta cho ba kích. Có nhiều bạn cũng có thắc mắc với trung tâm là ngâm rượu này có phải rửa các vị thuốc này không? Vâng. Đối với trung tâm thì hoàn toàn không phải rửa, tại vì tất cả các vị thuốc của trung tâm đã được bào chế theo cách của trung tâm và bảo quản theo cách của trung tâm, hoàn toàn không có chất bảo quản cho nên không cần phải rửa. Sau đó là đến thục địa.
Tiếp theo là nhục dung, đỗ trọng. Đỗ trọng chúng ta có thể để nguyên như này hoặc có thể giải ra cho đẹp, nhưng mà thường thường thì sẽ giải ra. Đại táo. Sau đó là đẳng sâm. Đẳng sâm. Đẳng sâm và đương quy chúng ta sẽ bày sau cùng thì cái mặt trên của bình rượu thì nhìn nó sẽ đẹp. Vậy còn có kỳ tử ạ? Kỳ tử chúng ta sẽ cho sau cùng. Tất cả các nguyên liệu này thì cũng đều đã được cân đo theo cái liều lượng nhất định. Đúng rồi. Tất cả các vị thuốc ở đây đều được cân chuẩn theo phác đồ nghiên cứu của bác sĩ. Và cũng phải phù hợp với cái lượng rượu và thể tích của bình đúng không ạ? Đúng rồi. Sau đến bước cuối cùng là chúng ta đổ rượu vào bình. Như ban đầu chúng tôi đã giới thiệu, rượu là phải rượu vodka Hà Nội, nồng độ cồn phải đảm bảo tiêu chuẩn cho phép. Là nồng độ bao nhiêu hả anh? Nồng độ 30 đến 35 độ. Đấy là nồng độ cồn cho phép. Nếu mà chúng ta ngâm rượu có nguồn gốc xuất xứ có thể từ 35 đến 40 độ. Dạ. Sau đây tôi sẽ tiến hành đổ rượu vào bình. Bình này là bình bao nhiêu lít vậy? Bình này là bình 7 lít. Chúng ta sẽ đổ ngập ngập rượu lên các dược liệu đã chuẩn bị ở đây nhé. Wow. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ đậy lắp vào. Rượu này thì mình ngâm trong thời gian bao lâu thì có thể sử dụng được ạ? Đối với trung tâm thì bình rượu của trung tâm là ngâm phải đạt 3 tháng 10 ngày trung tâm mới bỏ ra để bán và để bệnh nhân sử dụng. Còn thường thường ở trung tâm thì bình rượu của trung tâm ít nhất là đã ngâm được 6 tháng rồi. Vâng. Đến 1 năm rồi. Thì khi bình rượu ngâm được như thế thì nó sẽ đạt là các chất ở trong thuốc nó sẽ thôi ra. Vâng. Và đạt hiệu quả cao nhất để điều trị. Có phải là rượu ngâm càng lâu thì sẽ có càng có công dụng cao hơn không ạ? Cái này thì cũng không nhất thiết. Bắt đầu từ 6 tháng đến 1 năm đổ ra thì là các hoạt chất ở trong thuốc nó đã ra hết rồi. Vâng. Thì chúng ta có thể sử dụng và uống. Vậy thì cách bảo quản khi chúng ta ngâm rượu thì nên bảo quản bình rượu thuốc ở đâu ạ? Tất cả các loại rượu thuốc hoặc loại rượu chúng ta sẽ bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng. Vâng. Đấy, tốt nhất là để dưới tầng hầm. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn là một bình rượu trung tâm đã ngâm được 1 năm. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem. Đây là một bình rượu ngâm thang Mãnh Đường Trường Xuân, thang đặc biệt và trung tâm đã ngâm được 1 năm. Đấy, chất lượng thuốc khi ngâm được 1 năm nó chuyển màu như thế này. Vâng. Và đây là bình mới ngâm. Dạ vâng ạ. Khi mà nam giới sử dụng rượu thuốc thì cần có những cái lưu ý thế nào ạ? Cái này thì để có một hiệu quả cao nhất thì nam giới sẽ uống rượu này đều đặn. Vâng. Trong vòng 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả cao nhất. Lưu ý trong uống rượu này là uống để điều trị chứ không phải uống để chúc nhau lấy lo lấy say. Vâng. Đây là rượu thuốc để điều trị cho nên là phải theo chỉ định của bác sĩ. Vậy là chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị cách ngâm rượu Mãnh Lực Trường Xuân. Đây là bình rượu mà chúng tôi vừa mới ngâm xong. Còn đây là bình rượu mà trung tâm đã ngâm được 1 năm. Nếu như quý vị nào có nhu cầu mua rượu Mãnh Lực Trường Xuân thì có thể đến trực tiếp tại địa chỉ Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc tại biệt thự số B31 ngõ 70 đường Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội. Chúc quý ông sẽ có cuộc yêu viên mãn và hạnh phúc. Mãnh Lực Trường Xuân, giải pháp số 1 cho đấng mày râu thời hiện đại. Mãnh Lực Trường Xuân, nâng tầm dung mãn, làm chủ cuộc yêu.